Trong cuộc sống hiện đại, con người thường bị cuốn vào vòng xoáy của những ước mơ, tham vọng. Ta luôn hướng tới những điều lớn lao hơn, tốt đẹp hơn, mà quên đi những giá trị nhỏ bé đang hiện hữu quanh mình. Tuy nhiên, hạnh phúc không phải là đích đến của một cuộc đua, mà là một hành trình mà chúng ta có thể tìm thấy ngay trong hiện tại. Đôi khi đạt được những thành công lớn, có danh vọng thì mới thực sự hạnh phúc. Nhưng thực tế, hạnh phúc đơn giản hơn nhiều. Đó có thể là niềm vui khi được ở bên gia đình, hay những khoảnh khắc bình yên khi lắng nghe bản nhạc yêu thích trên cây đàn piano. Hôm nay mời các bạn theo dõi buổi bàn giao phiên bản nâu gỗ tuyệt đẹp của piano điện Kidman KS1 Bluetooth tại nhà một vị khách đặc biệt với tụi mình tại Tân Phú nhé. Vì gia đình khách đang trong giờ cơm trưa và có việc bận đầu giờ chiều nên tụi mình phải tranh thủ nhé. Những bước cuối cùng đang được tiến, tranh thủ hoàn tất. Và bây giờ sẽ là lúc gia đình vị khách hôm nay bóc siêu đàn. Mình rất vui vì các bạn đã theo dõi buổi bàn giao. Từ đầu đến bây giờ thì anh khách hôm nay là người bạn lâu năm, đã mua sắm và trải nghiệm đàn tại showroom tụi mình từ những ngày đầu mới thành lập. Anh đã rất vui và tâm sự rằng sau bao năm, Kidman đã thực sự lắng nghe ý kiến của khách hàng để thay đổi và phát triển hơn. Hãy điểm nhanh những thay đổi ấn tượng nhà Kidman mang đến do sản phẩm này nhé. Còn chức năng ấn tượng trên KS1 Bluetooth là gì? Cùng mình tìm hiểu nhé. Đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh giai điệu, được trang bị 2 cổng phone vô cùng tiện lợi, sẽ truyền âm thanh đến tai nghe và cả phát ra loa đàn, kết nối không dây với app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp mà bạn phải dùng. Cổng USB kết nối máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Đàn còn sở hữu nhiều chức năng hiện đại như metronome, đếm nhịp, Tinova trộn tiếng, gaspo tăng giảm tone, và đặc biệt tất cả các chức năng đều được tổng hợp trong một nút function. Đàn trang bị đầy đủ 3 pedal sustain, session auto và shot, điều chỉnh âm thanh theo ý muốn của người chơi để thể hiện được trọn vẹn cảm xúc của bản nhạc. Chất lượng âm thanh lẫn âm sắc cực chuẩn, trong và luôn ổn định với hai loa công suất 25W dưới thân đàn. Đến mua Kidman KS1 Bluetooth tại Minh Phụ Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là buổi giao kê piano điện Kidman KS1 Bluetooth đã hoàn tất. Cùng đánh phong cho niềm tin yêu, tiếng đàn say đắm lòng bao người. Đến nơi đây bạn thấy điều kỳ, mỗi nốt nhạc vui rộn ràng trời. Nếu anh share sót nhiều nhạc.